Bác thì là Phúc Thị Khuyên, năm nay là bác 72 tuổi. Bác ở sống ở phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Bác về đây với cháu. Bác bị tiểu đường lâu chưa ạ? Và lúc mới phát hiện ra thì cơ thể bác có những biểu hiện như thế nào ạ? Cái năm đấy là bác năm 1996 ấy, thì bác đi nằm viện. Thế thì là người ta kiểm tra thấy bệnh tình bác thì cứ thấy người nó mỏi mệt rồi nó đau đầu rồi mất ăn mất ngủ. Thế rồi là đi giải đêm nhiều. Đi giải đêm nhiều rồi không ngủ được, có nghĩa là bác mất đến 4 tháng rồi ròng rã. Không ngủ được thế là bác mới đi cấp cứu đi khám bệnh thế là cấp cứu đêm cấp cứu đi. Đi đến xuống cái nơi thì nó bảo là rối loạn thần kinh thực vật với lại bị tiểu đường. Nên là cái tim nó khó thở. Đấy, thế là bác bị tiểu đường từ cái năm đấy đến bây giờ. Lúc mới phát hiện ra thì cái mức đường huyết của bác là bao nhiêu ạ? Cái phát hiện ra đường huyết của bác là 10,1, mấy 10 lúc 11,2. Thế để cân nó sút, cân sút. Bác từ chỗ 64 mà bác sút còn đi mất 10 cân, thì còn 54 cân, xong là về thấy nó sút quá 52 cân. Thế là nhưng mà chỉ có uống thuốc tiểu đường theo cái kiểu bảo hiểm thôi. Chứ bác cũng không biết được. Cái năm là 2012. Thì tiểu đường thì bác thấy là mức đường huyết của mình có hạ nhiều không? Cái uống cái thuốc tiểu đường đấy là ngày là uống thuốc của Đức không hạ. Về sau uống thuốc của Pháp liên danh ấy, thì nó hạ nó cũng không đáng kể nhưng mà nó hạ xuống còn 8,1 với 7,1. Xuống 7,1 về sau là nó cứ tăng. Lúc tăng lúc giảm nó cái thuốc nó nói chung là thuốc của Đức chán. Lúc cao ấy thì là 11,1, rồi hạ xuống là chỉ 8,1 với 7,1 thôi. Tụt bậc nhất mới là 7,1 mà ăn thì bác ăn kiêng lắm đấy, thế mà nó vẫn cứ tăng. Bác nói thật với cháu, bác bị đường ruột thế nên là bác ăn thì riêng cái đường thì bác tuyệt đối rồi. Thế rồi hoa quả ngọt thì không bao giờ bác ăn. Cơm thì bác ăn chỉ được hơn bác, nhưng còn cái rau dưa thì bác ăn nhiều vào nó lại bị đi ngoài. Thế nên là bác hay khô, nó khô khan là người thì nó thiếu giữa người lúc nào nó cũng mệt. Mà bác chẳng làm cái gì cả nhưng lúc nào bác cũng nằm. Bị lâu như thế rồi thì bác có những biến chứng gì của bệnh tiểu đường chứ bác? Bác bị được khoảng 12 năm thì bác bị biến chứng thì chúng ta là cái chân của bác này là hai cái chân này thì nó mới cứ bị là nó rò cái nước vào nó như bị mọt tươi ấy. Nên cái chỗ này là nó trắng lắm rồi đấy. Nó rò ra đây. Thế năm nay cũng là 6-7 năm nữa là nó mới bị sẹo ra. Bác đi khám thì bác sĩ bác bảo là bà đã 12 năm rồi thì cũng đến cái giai đoạn không thể chữa được nữa. Người ta bên Tây Y họ bảo thế. Bác đi về đây mình cho mình bác chán quá, bác đời quá chán rồi, mới chán rồi bác cái chi chúc. Bác ra cùng hoa bác ngồi thì bác không vào cái viện chỗ thấy mình bác ngồi đầy áo, đầy sống thì trẻ. Thì bác đặt thấy thì bác mới điện cho thằng em. Bên Canada thì nó giới thiệu như thế. Việt Nam mình có đặt là có ở 204 đội cấn Ba Đình Hà Nội có thì bác lên thì bác mua. Thời gian đấy thì bác sử dụng Unilabet đến liều lượng thế nào ạ? Bác dùng liều thì đây là công ty nói nhưng mà thực tế là thằng em bác bên Canada nó lên thì cái ông mà ở bên Bộ Y tế ở Canada ông tư vấn nếu mà đã nặng như thế chứ còn thực tế thì ở bên này cũng chỉ bảo bác uống theo đơn từ 2-4 viên thôi. Thế còn nếu như bác nặng thì bác cứ uống thêm từ 6-8 viên theo cái liều cấp tốc. Khi liều cấp tốc nó đã giảm rồi thì này cứ uống theo y đơn. Thế thì bác uống như vậy thì là giờ thì bác giảm xuống còn 4 viên. 4 viên xong bắt đầu giờ nó trở lại như là bình thường. Thuốc Tây bác không uống nữa rồi. Thì là bác uống không, thuốc Tây giờ bác không uống. Trước đây là bác dùng thuốc Tây là liều thế nào? Liều là bây giờ viên thuốc Tây của Canada là nặng lên là 3 viên. Mà xong dần xuống 2 viên. Đấy, thế từ giờ bây giờ là bác mấy tháng nay là bác bỏ, bác chỉ uống thì thằng em bác bảo là thôi bác cứ uống cái Bonizabet này thì hai cái viên thuốc này là bằng một viên thuốc Tây của bên em rồi. Thì cứ dùng cái này cho nó đảm bảo vì nó là thuốc đông y. Trong thời gian là bao lâu là bác bỏ hoàn toàn thuốc Tây ạ? Thuốc Tây phải đến có lúc bác đỡ thì bác lại bỏ 3 tháng. Có lúc bác bỏ tháng nhưng cái đợt này thì bác cũng bỏ lâu rồi. Thì bác cứ tập trung vào mỗi cái thuốc này thôi. Vì thuốc Tây đúng là nói uống thì nó đói. Thứ hai là nó cũng uống xong nó cồn cảm lắm. 3 giờ chiều mới khoảng 9 giờ sáng là nó đói với không chịu được.
ở gần nửa đêm về sáng nó nhưng uống cái thuốc này vào thì vô tư thì nó không đói. Cái thuốc tây thì nó đói nó còn cảm. Bác sử dụng Bonidiabet thì bây giờ bác thấy cơ thể bác có gì thay đổi không ạ? Tôi uống cái Bonidiabet này thì bác thấy là cái chân nó cũng khỏe, thế rồi là coi cái xương khớp nó không đau, thì mắt bác lại sáng ra, mà răng bác nữa thằng chó này, răng thì lại chắc chắc lại mà lại không lúc nay không dụng đấy, không hiểu bác này nó ưa từng người. Cái thực tế răng của bác 72 tuổi cháu nhìn răng bác cháu biết không có dụng mà không lúc nay, thế thì là do cũng uống thuốc này thì bác uống và nó khỏi cái năm nay thì là được mấy năm rồi. Thì khi bác uống cái thuốc này được một năm thì bác thấy trên đài báo VT3 với lại đa số là cái kênh VTC7 đấy là họ quảng thì mới thấy quảng cáo, mà bác uống phải được năm hơn năm thì đến đến nay là bác dùng Bonidiabet được bao nhiêu lâu rồi bác? Có nghĩa là công ty có từ bao giờ bác dùng từ đấy đến bây giờ, thì còn cái chính thức ngày tháng này bác nhớ là khoảng là mùng 3 tháng 7 và cái tháng 7 đấy thì bác dùng đến tháng 7 tháng 3 mùng 3 tháng 7 sang năm mới thấy công ty quảng cáo. Thì mới quảng cáo trên TV thì bác đã dùng một năm rồi. Thực tế mà nói đến 3 tháng bác không uống một viên thuốc tiểu đường nào. Nó đỡ nó xuống cứ 5,8 thì 6,2. Có khi đến 5 tháng này bác cũng chẳng đi khám nữa. Vì thực tế nó xuống, người nó bình thường nó khỏe trở lại, bác năm 4 năm nay là bác không sụt cân mà cứ giữ như thế, nó thấy người nó khỏe mạnh, mà chân tay thì tim mạch thì bình ổn, chân tay thì nó cũng đau đớn gì cả, thì là nói chung là bác không được cái giải thích cái thuốc này là không biết tại sao mà cái xương khớp nó lại khỏi cả xương khớp. Chứ đây là bác bị xương khớp nào? Bác là bị loãng xương. Thứ hai là cái chân của bác đi cầu thang là cái chân trái là nó cứ sụn xuống rồi nó ngã vỡ cả phích. Thế rồi là nó cứ đau thì bác cứ mỗi một năm là bác cứ bị 3 cái tháng đấy là bác ra bác sĩ bác cứ mang cái xoong đó, bác sĩ bác cứ tiêm cho 3 tháng rồi. Nó đau cánh vai, nó buốt từ ở cánh vai nó buốt xuống. Thế rồi bên chân phải này, bác đa số bị bên phải cũng bị bên trái. Là nó buốt lắm, nó buốt mà nó đau, nó co cái bên nửa bên phải mình thì cứ phải tiêm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này đến giờ thì bác không phải tiêm bao giờ cả. Nhưng mà nói đúng là nói thì bác cũng thể dục thể thao nhiều, đều đặn, bác là trưởng câu lạc bộ cũng đều. Thế ông bác sĩ ông bảo cứ bà như thế này chúng tôi chả ngóng được tiền của bà. Cơ thể của bác là nó thật với cháu là rất là khỏe, nó mới bế được cháu 72 tuổi mới bế được cháu như thế này chứ. Thì con gái bác, con trai bác nó bảo đứng lâu người xuống quặn không bế được như mẹ. Mà bác đi tập thể dục ở lớp ở đây ai người ta nhìn bác người ta cũng thích. Vì 72 tuổi mà cân bụng không to nhé. Thế mà người thì nó rắn chắc lắm, nó khỏe. Vâng, bác bị tiểu đường tính ra thì được hơn 20 năm rồi và bị rất nhiều ảnh hưởng của bệnh tiểu đường ấy. Thì bác có lời nào muốn nhắn nhủ với những bệnh nhân mà cũng bị bệnh tiểu đường như bác không ạ? Bác nhắn nhủ mọi người là lấy cái gương của tôi thì mọi người thấy tôi khỏe như thế này, mọi người như thế phải cố gắng mà uống. Uống tuy nói thật với cháu người ta bảo đắt sắt ra miếng, chứ còn mua cái thuốc 80.000 thì mình phải uống một tháng 4 hộp cũng là 320 đúng không? Chứ còn như hoàn cảnh ai bây giờ cũng ít con, bây giờ có đi làm viện trả hay trông, như tôi bây giờ trả hay trông một đứa Tây Bình một đứa Hải Phòng thì làm viện với ai trông, thì thôi mình phải uống thuốc men dành dụm ra để mà uống chứ cho nó khỏe lên. Chứ còn nói thật uống cái thuốc của Mỹ nó thật nhiều người uống, nó tuy 175.000 nó cũng tác dụng bằng thuốc của Canada mà của công ty này. Chỉ khuyên bà con là như thế thôi.